Rồi, xin chào bạn. Đúng không? Em trước tiên gửi lời chào đến anh Bằng và tất cả anh chị em trong diễn đàn. Em là Lan Hoàng. Mấy cái link kia nó không lên được, thì cái link này chính ra thì em chả sợ gì, em chia sẻ thật vì cái lòng nhiệt huyết quá. Mà cái link này là em dùng cho cái link của gia đình và kinh doanh, nhưng mà mọi diễn đàn em không thể lên được, bằng ba link không thể lên được, thì em lên một cái link này thì cũng mong chị em ủng hộ đi. Trước hết là gửi lời chào anh Bằng và chào quý anh chị em trong diễn đàn, và đặc biệt là gửi đến Thu Hiền có lời chào nhưng lẫy thoát ra rồi, không 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 kịp chào. Thì em từ khi mà Hải Dương có dịch á là bị khóa link, xong bắt đầu đến giờ mở ra mà ba link không thể nào lên được anh Bằng ạ. Và anh chị em ạ, cho nên là rất là muốn có những chia sẻ, mà gần đây thì rất là nhiều cái sự kiện nó xảy ra trong cái việc đó, nhưng mà đặc biệt là sắp tới là cảm ơn Thu Hiền nhé. Sắp tới là 30 tháng 4 thì mình quanh quẩn lại, thì mấy hôm nay thì mọi diễn đàn thì đang bàn về cái Hải Vũ ấy mang cho bố cục sạc ấy, em xin lỗi, bảo con trai nó mang, đang bàn về cái nghị quyết 36 đúng không anh ạ? Thì có nhiều cái chính người trong nước chúng ta chưa hiểu và chưa thống nhất được. Thế nhưng mà em chỉ nói thế này này, cái nghị trước hết này em nói một chút về nghị quyết 36 cho một số anh em chưa hiểu, cũng không cần phải nói dài mà chỉ nói ngắn thôi. Cái nghị Đúng quyết rồi, nó 36 thì gọn. tính ra là nhà nước Việt Nam và Đảng và chính phủ ta là có cái tính nhân văn, thì ra cái nghị quyết đấy để cho bất cứ một người ra đi vì cái bằng cái hình thức gì, tị nạn chính trị hay ghét cộng sản hay chống cộng sản. Tức là có một số anh chị em vẫn không hiểu là cái nghị quyết 36 sinh ra để làm gì. Em thì em theo em nghĩ và em được hiểu biết đó, thì bất cứ ra đi bằng hình thức nào, kể cả là một người ghét cộng sản, chống cộng sản, tức là chỉ cần có bây giờ ý là gác lại thù hận, gác lại quá khứ, chấp nhận nhà nước Việt Nam là do Đảng Cộng sản lãnh đạo và quay về với cái hương, với một tấm lòng, thì bất cứ ra đi bằng hình thức nào người ta chấp nhận. Em nói lại nhé, kể cả là một số anh em bảo là không dành cho Việt Tân hay dành cho tổ chức Đào Minh Quân, đúng, nếu mà một tổ chức mà mang danh một tổ chức và thì đất nước Việt Nam không bao giờ chấp nhận, thì Việt Nam là Đảng lãnh đạo và nhà nước điều hành không bao giờ sẽ có chấp nhận một cái tổ chức thứ hai, nhưng một cá nhân của Đảng Việt Tân hay là của Đảng Đào Minh Quân từ bỏ tất cả và chấp nhận cộng sản về vẫn vô tư. Đây là chính xác là cái nghị quyết 36 là như thế anh Bằng ạ. Thôi, cái chuyện đó thì sơ sơ thế để gác lại cái chuyện đấy, thì trước hết là nói liên quan đến một chút nghị quyết 36 thì mình nói thế để cho anh em nghĩ về cái đấy. Và mình nói lại thế này này, trước hết là nói về cái ngày 30 tháng 4 thì một số anh chị em chống cộng cực đoan nhé, một số anh chị em ở bên hải ngoại ấy, thì người ta nói về cái câu chuyện đấy thì nó với cái tâm thế bình thường anh Bằng ạ. Người ta nhớ, người ta hận thì người ta cũng bảo thôi nó cũng qua, người ta giấu trong lòng. Nhưng một số anh em thì bác Võ Văn Kiệt có nói một câu ấy, đúng không anh Bằng, làm 30 tháng 4 có triệu người vui, cũng có 1 triệu, có cả triệu người buồn. Thì theo em được hiểu thế này này, cái câu của bác Võ Văn Kiệt đó nói không phải là nói cho những cái người đu càng, nói là người ở trong nước vui vì thống nhất đất nước mà người đu càng buồn, không phải đâu anh Bằng ạ. Chính người trong nước vẫn buồn buồn như này này, cái ngày thống nhất đất nước quy về một mối ấy, có người vui là thống nhất và đón những cái người đi chiến đấu trở Tâm về, trạng và có những người không được đón những người đi chiến đấu trở về, người ta bị hy sinh. Bác Võ Văn Kiệt nói là ý là những cái người mà không có thân nhân vì đất nước mà mất máu, mất xương, mất thịt, ngã xuống không về được ấy, thì là triệu người vui, triệu người buồn. Anh có hiểu cái triệu người buồn là người ta cống hiến đất nước mà ngày anh vui toàn cả nước vui thế này mà có những người ra đi mãi mãi không trở về, là buồn cả triệu người chứ anh Bằng, cả triệu người mất thân nhân đấy, chứ không phải là bác Võ Văn Kiệt nói là triệu cái thằng đu càng nó buồn. Em nói với anh, nhà nước Việt Nam á không có cái đủ cái nhân văn và cái tính nhân văn và cái bao dung á,
thì chúng nó làm sao đu càng được. Vài quả vác vai chúng nó rụng như sung. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng nó vẫn nói là cộng sản nó ác, nó cho đi tù cải tạo. Em nói này, những cái nước mà thống nhất đất nước và những cái nước sau hậu chiến tranh, những nước văn minh nhất mà chúng nó đang tôn thờ như Pháp với Đức, nó mở tòa án binh, đúng không? Mình nói cho một lần để cho những anh chị em chống cộng cực đoan này, những anh em hải ngoại hay là những cái phía bên kia còn đang lấn cấn, thì em nói này, càng các nước văn minh nó càng mở tòa án binh, nó tử hình hàng nghìn người, hàng trăm nghìn người, kẻ phản bội quê hương, phản bội tổ quốc, đúng không? Đấy, anh trước kia mình có rồi. Em để em nói anh, để em nói nốt ở Việt Nam cái này có cái kiểu tòa án binh, ví dụ như ở bên Pháp hoặc ở bên coi như là Hà Lan các thứ đấy. Đức đấy, em nói này, nếu mà Việt Nam không nhân văn ấy, thì chúng ta đi sau các cái nước đế quốc, các cái nước bành trướng, chúng ta học cái tòa án binh được. Lúc đấy chúng ta còn ăn bo bo, còn đói khổ, còn phải nhường cơm cho chúng nó ăn, mà chúng nó vẫn chê trách là đối xử không tốt. Cả cái đất Việt Nam lúc đấy còn sống khổ, chúng nó ăn thế là quá sướng. Nhưng em nói chưa có một cái cuộc cách mạng nào để mà mở ra làm tòa án binh để triệt hạ chúng nó, đúng không anh? Người ta chỉ cải tạo để cho thay đổi cái tư tưởng thôi, đúng không anh? Cho nên là nếu chúng nó nhìn về cái quê hương, chúng nó cứ bảo cộng sản ác bắt chúng nó đi cải tạo, thì chúng nó nhìn ngay cái mẫu quốc của chúng nó, nước Pháp này, nước Đức này, Hà Lan này, các nước mà khi mà thống nhất lại, chúng nó có đưa ra tòa án binh để xử tử hình không? Có, đúng không anh? Thế nhưng Việt Nam có xử tử hình ai không? Kể cả cái thằng tướng ác ôn nhất, người ta chỉ cho đi chục năm, hơn chục năm. Còn những cái kia thì vài tháng người ta thả ra. Em nói là không cái gì nhân văn, mà kể cả cái việc mà chúng nó đu càng. Lúc ấy chúng ta chỉ cần vài cái cô du kích, cô ấy bắn trực thăng nó cũng dễ. Việt Nam đã xuống trường mà hạ được F-4 thì cái loại trực thăng nó đơn giản, vài quả vác vai xong. Nhưng mà cực nhân văn, rồi lại còn cho cái diện HO chúng nó đi mà chúng nó không biết được. Đấy là em nói cái chuyện như vậy để cho nó biết là và vừa rồi em chào lại những người vào anh nhắc lại những cái chuyện mà bẻ câu bẻ chữ, thì anh thấy có cái vấn đề là có hai cái câu mà chúng nó bẻ câu bẻ chữ là như thế này. Tức là Tổng Bí thư Lê Duẩn có nói một câu như thế này, tức là chúng ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc và các nước sau chủ nghĩa, đúng không? Ở đây bọn nó bỏ chữ cả đi. Tôi nói các bạn là trong cái tiếng Việt nó ấy lắm. Tức là cho cả, tức là trước tiên là phải đánh. Tức là ý câu nói đó là trước tiên là đánh cho Việt Nam đã, đúng không? Ngoài ra còn đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc và các nước sau chủ nghĩa, đúng không? Chứ không phải là mình như là không, bác nói là ơi, ta đánh câu này để em nói để em nói, nếu mà anh đã nhắc đến câu này để em nói câu này thì lời của Tổng Bí thư Lê Duẩn nói là chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, đánh cho xã hội chủ nghĩa và đánh cho những kẻ đâm sau lưng chúng ta cả có chữ cả. Vâng, thì em nói với anh này, nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác nữa. Để em phân tích tại sao mà nói là một chuyện, đã đánh là đánh cho cả nhá, nhưng mà lại nói là một chuyện làm. Khi mà chúng ta mà đánh Mỹ thì Trung Quốc cũng lại can gàn, Liên Xô cũng không muốn gọi là chúng ta hy sinh, tức là nghĩ là chúng ta không thể thắng được Mỹ. Nhưng Tổng Bí thư Lê Duẩn và Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo, các bác, các anh, tức là các vị tiền bối các nước xã hội chủ nghĩa, anh em không đánh, chúng tôi quyết tâm chúng tôi đánh, dù có phải đốt dãy Trường Sơn, dù phải có phải gì chúng tôi cũng đánh. Vì cái lòng quyết tâm đó thì cái Việt Nam này đã khơi dậy cái việc mà giải phóng dân tộc, cho biết cả cái thế giới này rất nhiều nước học cái gương của Việt Nam và vùng lên được giải phóng, nhưng mỗi nước thì có một cái cách giải phóng khác. Nhưng cái câu xuyên tạc đó thì chúng ta không chấp, nhưng mà nói là một chuyện, nhưng khi chúng ta làm, kể cả các nước lớn thì muốn chúng ta là một cái bàn cờ chính trị ngăn cản chúng ta, muốn đánh lai dai, muốn đánh, nhưng chúng ta quyết tâm là dù mất 5 năm, 15, 20 năm chúng ta quyết là phải độc lập được dân tộc. Đúng không anh? Đúng rồi. Cho nên là
Đến bây giờ thì cái chứng minh chúng nó nói là Việt Nam là theo cộng sản quốc tế rồi là làm bưng bô cho tàu rồi đánh cho tàu như Liên Xô, nhưng bây giờ cuối cùng là cả thế giới phải công nhận, chỉ có mỗi cái bọn đu càn với bọn dân chủ nó không công nhận là Việt Nam chống tàu. Đến bây giờ là cả thế giới, là nói chung nói riêng thì cả Đông Nam Á chỉ có duy nhất Việt Nam nói không với vaccine tàu, nói không vũ khí tàu, mà chống tàu là số một thế giới, cả thế giới công nhận. Tại sao chúng nó nhận? Nếu chúng ta làm nô lệ thì 5, 7, 8, 7, 9 cho họ hòa hợp, chúng ta luôn việc gì phải theo cái hiệp ước Thành Đô chúng nó là năm 2000 nữa hả anh, 2020 nữa hả anh. Thế cho nên là nói là một chuyện, ông Nguyễn Văn Thiệu ông nói đúng đấy, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Đấy thì đến bây giờ thì nhìn cộng sản là đang là đại ca của Đông Nam Á, và trong cái chủ tịch của không thường trực của Hội đồng Liên Hợp Quốc, cho nên là cái chuyện để chúng ta bỏ qua đi anh ạ. Thế nhưng mà em chỉ nói là đang nói là cái ngày 30 tháng 4 thì ôn lại cái lịch sử của 30 tháng 4. Trong cái hiệp định Paris mà chúng ta ký với cả Pháp thì không có đâu mà quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa ký trong đó. Thì em nói tại sao mà khi đó thì họ, những người Việt Nam Cộng Hòa được Pháp dựng lên là tiền thân là quốc gia Việt Nam, họ lại đi diệt những người Việt Minh, mà những người Việt Minh khi đó là chưa đánh Việt Nam Cộng Hòa, chẳng đánh Mỹ anh bằng, đúng không anh? Người ta đánh Pháp, đuổi Nhật đánh Pháp xong thì Việt Minh trong đó là có, ở trong Nam ngoài Bắc có Việt Minh. Thì tại sao Việt Nam Cộng Hòa khi dựng nên lại đi đánh giết Việt Minh và đuổi Việt Minh, rồi là cho những người Việt Minh vào máy chém, xong bắt đầu khi mà họ thấy đuối cái lý thì họ lại chuyển cái câu Việt Minh sang cái miệt thị để đổi con người Việt Minh là người giải phóng cái ách nô lệ cho dân tộc Việt Nam sang một cái từ ngữ khác để miệt thị là thành Việt Cộng, để họ có lý do họ giết. Nếu em nói nếu mà sau năm ký hiệp định Paris ấy, thì những người Việt Minh có tội gì với Việt Nam Cộng Hòa anh Bằng? Anh Bằng và mọi người có công nhận không? Họ không có cái tội gì, họ chỉ có mỗi cái tội ở đánh Pháp đuổi Nhật thôi, chứ họ không có tội gì. Mà tại sao những cái người mà quả ông Diệm ông ấy truy cùng giết tận anh Bằng, thì mình phải ôn lại cái lịch sử là 34 là như thế, ở cái chỗ là những cái người mấy cái con bây giờ này tóc té thì cũng đang ở đây không... có Trần Sự và Lý Hải như thế này không em ở cũng đúng 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 gọi là đối nghịch đi, có tư tưởng đối nghịch với chúng tôi đi. Hai bạn có camera, các bạn cần thiết, các bạn ok tôi sẽ mời các bạn lên. Thôi được rồi, chúng anh Bằng này rút cục lại thì Lý Hải nó còn mấy câu lấy anh không để ý, nhưng anh nhắc đến thì tao chỉ hỏi Lý Hải là khi mà cái hiệp định Paris á, lúc Việt Nam ký với Pháp là để cái biên giới tạm thời để mà cho Pháp nó triệt thoái quân ấy, thì tao hỏi mày lúc đó người Việt Minh có tội gì mà người Việt Nam Cộng Hòa đem người ta ra chém? Tao chỉ hỏi lúc ấy người ta chưa đánh Việt Nam Cộng Hòa cũng chẳng làm cái gì, họ chỉ có mỗi cái là đánh Pháp của Nhật, tại sao chúng mày đem Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam, giành độc lập tự do cho những người dân Việt Nam? Đấy, em chỉ nói Minh Bằng và nói với cái thằng này, em chỉ hỏi là khi mà ký hiệp định Paris xong đúng không, 5 năm 4 và 5 năm 4 người Việt Minh lúc đó có đánh Việt Nam Cộng Hòa không, có làm gì người miền Nam hay có làm gì không? Mà những người Việt Minh lúc đó là người miền Nam anh ạ, hai miền thì người ta người thì tập kết ra Bắc, người vẫn còn đấy, thì tại sao mà giết những người Việt Minh người lúc ấy người ta không có tội gì, người ta chỉ có mỗi cái tội là đánh Pháp đuổi Nhật, tại sao giết người ta, chém cùng giết tận nên mới chém, đúng không? Cho nên là cái gì cũng thế các bạn ạ. Bây giờ tôi chỉ nói thế này này, thù hận chỉ mang đến cái sự mà ấm ức rồi là ăn cơm quốc gia tháo ma cộng sản,
đúng là bị nhồi sọ, không thể nào mà là người ta có cơm ở đâu à? Cơm ở đâu ta có cơm ở đâu, hay là tất cả đều do viện trợ quân trợ về lương thực tất tuốt là tuột là do Mỹ hết hả? Quốc gia mày có làm được cái gì mà ăn cơm quốc tại gia? Sao mà Mỹ quân lực hạng tư thế giới mà Mỹ nó rút ống thở 573 cái là chết ngắc, không dãy dụa nổi. Vâng, thế thì chào anh Bằng, chào tất cả anh chị em trên diễn đàn, chào anh Phú nhá. Em muốn nên tham gia lắm mà muốn chào anh mà không chào được. Thôi em xuống đây. Vâng, rồi.